sợ bị sao biển ăn thịt, hải quỳ bứt gốc, cuống cuồng bỏ chạy. Loài động vật hình ngôi sao tưởng chừng như bất động nhưng lại di chuyển liên tục với hàng ngàn chiếc chân li ti nằm ẩn dưới những cánh sao. Loài này chuyên nhắm vào các loài động vật ít di chuyển như hải quỳ để tấn công và ăn thịt. Con hải quỳ phát hiện kẻ săn mồi ngay cạnh, không còn cách nào khác buộc phải nhổ neo và bơi đi thật nhanh để không bị sao biển đuổi kịp. Con hải quỳ trong đoạn video thực sự đặc biệt bởi nó không chỉ biết quẩy mình trong dòng nước mà còn có ý chí sống cao hơn đồng loại rất nhiều. Hãy cùng Vi Vu Đi khám phá khắp mọi nơi nhé!